Rồi, hello chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đã làm xong toàn bộ cho chiếc xe này, dọn toàn bộ bảo dưỡng các kiểu mà chuẩn bị giao khách nha mấy anh em. Mình giới thiệu sơ sơ cho mấy anh em nào mà có nhu cầu á, cứ liên hệ với cửa hàng bên em nha. Này lên thùng mới cho khách nè, đóng cái thợ bẩn này nha mấy anh em. Quận viên nó là nó chỉ tới đây thôi. Khách có nhu cầu đóng bửng mới cao lên để chở đất mấy nào, bảo dưỡng các kiểu test bơm đồ hết, giờ có máy test đùi test bơm mà luôn nha anh em. Khách về có xài mất công về rồi trục chặt rồi nè, nữa nó không có hên, nó không có may mắn. Em vô mở bộ rồi hết, con lăn nào mòn là thay mới hết. Đây khách yêu cầu thay nghĩa địa nữa nè, nên mua mới thì có mới nha. Này theo nhu cầu của khách nha mấy anh em, khách kêu bỏ luôn cái bửng này, tại khi nào mà ta chở đất cao lên, dung cao lên á thì đổ ra rất là khó, nên làm kiểu này, áp dụng kiểu này. Quên á, con này là Morota MXT600, xài động cơ Mitsu bét kim nha anh em, đó, xài động cơ 4 máy. Con này chạy rất lẹ nha mấy anh em, như 10 mấy km/h. Như 11 hay 13 vậy đó nè. Càng chạy nè nè, chạy tới giờ tới, kéo lại rất là nhảy, rất là ngon luôn. Để anh em coi thử nè. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Xe đi rồi. Test xe là test luôn á, test hết ga luôn á. Tại vì sao về á, về người ta vô tải người ta chạy dữ lắm. Hết luôn. Chạy động cơ gì anh? 4D32. 4D32 à. Bích kim luôn không? Bích kim luôn không? Lại nhậu, kêu lại nhậu luôn. Đi rất là lẹ nè, đi tốc độ anh.
sướng nha anh em. Tích này cũng dễ kiếm luôn mấy anh em. 500 nhân 500 500 nhân 165 là 400. Thời gian không tắt. Con này giao cho ông chú là thôi. Không có chơi đổ đâu được hết á. Thôi chào tạm biệt cả mấy anh em nha. Hôm nay mình kết thúc video tại đây nha. Mấy anh em nào chưa đăng ký giúp mình một lượt đăng ký nha mấy anh em. Rồi anh em nào có mà nhu cầu dòng này ha, hay là lớn hơn một chút gì đó, mấy anh em cứ liên hệ bên em nha. Mình có anh em nào đặt trước á, xe nào về mà còn chiếc nào ngon thì để cho mấy anh em. Rồi hello chào mấy anh em nha.